thấy vợ đi đâu cả buổi không thấy về. Vừa về thì anh chồng hỏi cô vợ đi đâu về và cái kết khiến anh phải học theo tức thì. Em đâu về? Em mới nhà mẹ về. Ai hốt mà. Từ từ. Em mới ngại nha. Dạ. Tôi qua nhà mẹ.